Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Cường Hàng Thùng. Mình là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên với một sản phẩm. Một sản phẩm ở trong tất cả những cái sản phẩm của nhà mình thì nó là thuộc sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục hàng thùng tuyển với mã từ da 1 chắc là đến da khoảng 15, 16 thôi. Ngày hôm nay mình sẽ lên 16, 17 mã áo da nhé. Và nó sẽ bao gồm là tất cả những sản phẩm da thật và da lộn nhé. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Hàng Thùng khám phá những cái sản phẩm rất hay ho ngày hôm nay với giá là 1 triệu 8 cho một sản phẩm. Bao ship toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra và bao check toàn quốc. Ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá thôi. Và mình cũng nói luôn là mình sẽ thử áo da cho tất cả mọi người xem cái form luôn. Mình cao 1m73, 72-73 tầm đấy. Và nặng khoảng 63kg. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với mã da 1. Chúng ta sẽ đến ngay với một cái con màu xanh rêu nhé. 1 triệu 8 cho một con anh em nhé. Con này thì đến từ thương hiệu Gop Brother. Và chúng ta sẽ có một con bằng gọi là một con bằng da bò với phần cổ là phần cổ lông. Chúng ta có thể tháo được cái phần cổ này ra để trở thành một con áo cổ bẻ theo kiểu bình thường. Và khóa của bọn áo da xịn này nó cũng làm bằng khóa IKK nha anh em nhé, là khóa đồng. Rất ngon luôn. Đây chúng ta sẽ cài vào một chút đã. Cái con này thì trước mình bán là một con rồi. Nhưng mà bây giờ nó về một con khá là giống. Con này thì màu của nó xanh đậm hơn. Và hàng của nó thì là hàng Hàn Quốc. Nó xanh đậm hơn là cái con hôm trước nhé, một chút. Con này thì phần da của nó khá là dày. Và chúng ta sẽ có form size là 1m65 đến khoảng 1m72 và cân nặng là khoảng 60-68kg mặc là đẹp nhất này. Cái form này thì mặc nó... Đợi mình kéo cái mic nó xuống. Cái form này thì nó mặc hơi kiểu theo kiểu phong cách luxury một tí. Tức là nó hơi kiểu công tử một chút. Da thì rất là xịn nhá. Và áo khoác thì áo khoác da này thì chắc chắn 100% là chính hãng rồi. Áo rất là ngon. Phần cổ lông trên này cũng làm rất là đẹp này anh em. Nhìn những cái thương hiệu kiểu chính hãng mà kiểu nó luxury ấy. Mọi người nhìn tất cả những chi tiết của nó rất là ngon luôn. Ok nhá. Mã đầu tiên của chúng ta sẽ là mã 1 với giá là 1 triệu 8 ạ. Rất dày nhá, con này nó thêm cả một lớp lót trần bông nữa. Mã 2 thì chúng ta sẽ đến với một con form vest. Con này của thương hiệu Dafan. Và đây là một thương hiệu ra đời vào năm 1992. Con này thì form size da của nó là phần một cái phần da bò rất là mỏng. Thực ra là nó cũng không quá mỏng giống như kiểu da dê đâu, nhưng mà nó khá là mỏng so với cả da bò đấy ạ. Con này là một con màu đỏ với form vest của thương hiệu Dafan. Và chúng ta sẽ đến với mã da 2 với form size này. Con này chắc chắn với mọi người là dưới 62kg mới mặc được. Mình mặc là bị chật. Cố mặc thì vẫn được nhé, nhưng mà không nên anh ạ. Con này thì form size của nó sẽ là 1m60 đến 1m65. Form vest nha, và cân nặng là dưới 60kg. Chỉ thế thôi. Ai gầy và nhỏ thì mới mặc nhé. Con này nhá, riêng bán bình thường là mình bán 1 triệu 8. Tuy nhiên là nếu mà ai mà nhỏ người mà là đặc biệt là khách quen của nhà mình thì mình sẽ bán cho con này với giá 1 triệu rưỡi nhá. Chỉ riêng con này thôi, bởi con này form bé. Con này là form vest nhá. Ok ạ. Ra 3. Ra 3 thì chúng ta sẽ... Thôi bỏ qua con này đi. 3 thì chúng ta sẽ đổi sang một con khác nhé. Chúng ta sẽ đổi sang một cái con nào đấy mà ngon nghẻ hơn. Xước sát là mình không thích bán. Ra 3 là chúng ta sẽ đến với một cái con made in Japan. Con này là hàng Nhật Bản này. Đây anh em, made in Japan. Con này của Leatherware. Con này có một lớp lót trần bông nhé. Hàng Nhật và đúng là tem Nhật luôn này. Mã này là mã da 3. Chúng ta sẽ có hàng Nhật Bản. Con này thì thực ra là phải hấp đấy. Phải hấp lại. Mình lấy về mình cứ vừa mở ra thì mình cho anh em xem luôn. Con này màu da rất là đẹp nhé. Và chúng ta sẽ có form size này. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Đấy, tầm đấy là rất là đẹp luôn. Da thì cực kỳ ngon này. Con này cũng là da bò đấy. Nó khá mỏng.
Tiếp tục đi ạ. Chúng ta sẽ đến với một vài các cái con rất chất nhá. Đầu tiên này, chúng ta sẽ đến với ma 4 và chúng ta sẽ đến với da lộn nhá. Da lộn này thì một là da bò, hai là da cừu. Một trong hai đấy. Như ở con này thì là da bò này. Con này đến từ thương hiệu Spa. Và cái tem của nó rất là to. Đây. Tem này. À, chúng ta sẽ có một cái con da lộn với một cái form của nó là form bomber nhé. Và mọi người nhớ này, với những cái con như thế này thì mình nói luôn với mọi người luôn là bình thường là đáng nhẽ ra là da lộn nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà thôi, để đồng giá này. Con này 65 đến 72 và cân nặng là 60-70 này. Da lộn 100% nhá. Da lộn 100% cả áo đây anh em nhá. Phần da lộn thì khá là khó để vệ sinh và để giữ gìn. Nhưng mà nó lại rất bền nhá. Đấy, thế nó mới hay và rất là ấm. Và đặc biệt là với những cái con da lộn kiểu chất như thế này thì chắc chắn là sẽ không còn nhiều đâu. Mã này của chúng ta sẽ là mã 4. Da 5 đi ạ. Da 5 chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Pierucci. Một cái con với cũng là 100% da lộn và nó có một cái phần rất là hay, đó là một cái phần viền da từ sau áo đến trước áo như thế này. Con này thì cũng là tem Nhật luôn. Đây. Chúng ta sẽ có một cái con này form khá là gọn này, gọn hơn cái con kia một chút. Nó vẫn là bomber da lộn nhá. Anh em nhìn mấy con da lộn mà nó xịn chất lắm. Con này thì 65-72 và cân nặng là 60-70, cũng thế thôi, form size tương tự. Từ những cái tay áo kiểu nó bằng len chun này, mình cũng phải chọn rất là kỹ khi mà cái tay của nó phải là những cái tay kiểu còn nguyên như này nhá. Còn ở trong kiện ra thì có rất nhiều con tay nó bị rách. Đây, khóa xịn này. Khóa của nó. Tiếp tục. Con này basic này, con này da dê. Con này đến từ thương hiệu Donna. Cũng là hàng Nhật luôn. Con này mã 6 nhá. Da 6 ạ, con này là một cái con form basic và màu của nó là màu rêu. Anh em nhìn này, form rất là đơn giản nhá. Con này da cực kỳ mỏng và nhẹ. Đấy, dành cho những ai thích sự đơn giản thì đây sẽ là một sự lựa chọn nhé. Con này 68-75 và cân nặng là 60-75 ạ. 60 mặc là ok, 75 mặc cũng được ạ. Form con này form rộng, tay rộng nhé. Con này da rất mỏng và nhẹ, dành cho những người thích sự đơn giản. Đây, đây Hàn Quốc. Tiếp tục đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái con rất chất. Đây, anh em nhìn mặt sau của nó đi. Đây, con này là da lộn 100% này. Nhìn mặt trước này. Đây em nhìn kỹ giúp mình. Hàng nó thế nào ấy. Đây hàng Nhật Bản này. Hàng nó phải thế nào thì mới dám bán với cái giá này. Prusby ạ. Lại là một con bomber da lộn với hình đằng sau cực kỳ chất nhá. Mấy con trước thì nó basic, còn con này thì rất là chơi luôn. 65-72 và cân nặng 60-70 ạ. Em nhìn kỹ giúp mình này. Độ mới chắc chắn là đều trên 90% hết nhá. Và là da lộn anh em nhá. Da lộn nó cái tính thời trang của nó rất là cao anh em. Bây giờ đầu mùa chơi như này thôi chứ còn đây tất cả đều là thêu hết nhá. Đầu mùa chơi giá này, hàng thì đẹp. Đến giữa mùa xem không còn hàng mà bán rồi. Mã 8 ạ, chúng ta sẽ đến với một con của thương hiệu Jans. Một thương hiệu ra đời vào năm 1958. Từ rất lâu rồi anh em. Con này lại tiếp tục là một con bomber da lộn với một cái kiểu bomber rất chơi của những người thích kiểu phong cách của Mỹ hoặc là theo kiểu phong cách old school anh em. 65-72 cân nặng 60-70 nha. Còn mấy cái con này thì thôi khỏi bàn về độ chất anh em. Bomber chất nhất vẫn là bomber da, và bomber da lộn kiểu như này vẫn là chất nhất. Hàng hiệu nó phải đủ đỉnh thì nó mới bán được anh em. Đây anh em nhìn đằng sau này. Anh em mà đi mấy cái con kiểu xe kiểu chất chất tí mà mặc mấy con áo này thì chấm hết luôn. Mình nghĩ là mấy anh em kiểu làm tóc ấy, sẽ rất thích những cái sản phẩm áo kiểu bomber như này. Mã 9 chúng ta sẽ đến với một con màu xanh cửu long nhé. Một con bằng da bò nặng gần 1 cân với màu là màu xanh cửu long. Anh em đợi mình chút nhé. Con này khá là hay đấy. Cầm nặng quá. Anh em đợi mình tí nhé. Ok, và với cái mã 9 này thì chúng ta sẽ có một cái con nặng gần 1 cân
da bò với màu xanh cửu long đến từ Crocodile. Và chúng ta sẽ có một con màu xanh cửu long với một cái lớp lót cực dày nhá. Mình mặc vào cho anh em xem trước. Thực ra nhìn cái áo này có vẻ rất là rộng nhưng mà lớp lót của nó dày á. Áo này thì mình nghĩ là phù hợp với mùa đông nhiều hơn là mùa này. Mùa này mặc con này là không nên đâu anh ạ. Con này nó vừa dày nó vừa to. 6875 cân nặng, 6575 này. Con này dày cực kỳ luôn. Anh em nào mà thích chơi kiểu hàng độc mà màu độc ấy thì chơi mã này thôi mình nhá. Chứ còn con này to quá, so với mình thì hơi to anh em ạ. Tầm 1m75 đổ lên mặc con này là cực kỳ chất luôn. Da thì dày nhá, đường kim mũi chỉ này. Màu thì độc. Dã man. Con này nặng lắm anh em, gần cân. Đây anh em nhá, mặt trước mà sau đều không rách không xước gì nhá. Áo rất ngon luôn. Đây, từ tay tiếp ra đứng đây. Đó. Tiếp đi. Mã tiếp theo là chúng ta sẽ đến với mã 10. Và chúng ta sẽ đến tiếp tục với một em bomber với thương hiệu Mazeno. Và chúng ta sẽ đến với một cái con cũng là một trong số những cái con bomber chất nhất ở shop mình. Da lộn ạ. Và con này là da cừu nhá. Chúng ta sẽ đến với một cái con khá là mềm. Form của con này thì vừa với mình luôn này. Đằng sau chất 60-68 là chiều cao và cân nặng là 60 cũng 68 luôn. Đây, tất cả đều là thêu hết nha anh em nhé. Anh em cứ tìm hiểu về bomber da đi ạ. Mấy con da lộn này thì nó hay bị dính bụi lắm. Sợ nhất là khâu vệ sinh. Chứ còn mặc thì siêu chất. Nhất là hình in của mấy cái con này cũng đẹp này. À cái hình thêu ấy. Đây này. Chất như thế này cơ. Tiếp đi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một em 11. Với mã 11 ạ. Hết giấy à? Mã 11 chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Counter Mara. Và chúng ta sẽ đến với một cái con da. Thôi để mình mặc cho anh em xem rồi. Counter Mara nhá. Con này hàng hàn nhưng mà da nó xịn lắm. Đây anh em nhìn kỹ đẹp. Ôi giữ lại con này mặc được này. 6570 cân nặng 60-70 ạ, đẹp lắm anh em. Da lộn 100% cả áo nhá. Mấy cái thiết kế kiểu form củ tàu này cực kỳ đẹp luôn. Con áo nặng gần cân. Đây này, Counter Mara, hàng chính hãng của nó. Anh em nhìn thấy nó in logo ở trên tất cả các viền áo. Đây tag của nó đây, 100% giá thật này. Chữ hạ. Mã này là mã 11 ạ, 12 ạ. Lấy cái băng dính ấy, xong rồi ghi cái giấy kia vào. Đấy, ghi nó đè lên xong dán vào là được. 12 chúng ta sẽ đến với Homer nhé. Homer là một cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Con này thì phần da của nó thì cực kỳ dày. Con này cũng là da bò đấy. Màu nó là màu vàng. Hiểu không? 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Hàng này không có nhiều đâu anh em. Da chắc là về được thêm 2 đợt nữa thôi. Là hết rồi. Đây. Form đẹp nhỉ. 60-68 kg mặc là đẹp nhất. 70 mặc vẫn được ấy. Nhưng mà với điều kiện là chỉ mặc có áo ba lỗ bên trong thôi nhá. Da thật, lót bên trong rất ngon luôn. Mã này 17 ấy. 2. Đây là 13 đúng không? 13 chúng ta sẽ đến với một con 1492 Mylet. Con này mình cũng đã từng bán ở một con nhỏ hơn rồi. Cứ viết hẳn ngoài cái băng dính ấy. Lấy cái băng dính này này, dán vào đấy luôn, viết hẳn ngoài nó. 1492 Mylet. Thương hiệu này mình bán được khoảng 2-3 con này, chứ không phải là một con nữa. Mã này mã 13 nhé. Form này thì giống hệt nhau. Đây, 13. Form thì rất là đơn giản. Da thì da bò. 65-70 cân nặng 60-68 ạ. Thực ra mình người mình gầy mặc cái gì nó cũng rất là dễ. Nên anh em chỉ cần nhìn form áo thôi. Còn về chất lượng áo thì áo da ở nhà mình nó có thương hiệu rồi. Thậm chí cả Burberry các thứ nhiều con ngon. Có thương hiệu hết rồi, thế nên là bán nó dễ. Master này, Model Casual, con này cũng là da bò nhé, con này cũng dày, mã 14. Ui, con này nó dạng măng tô anh em.
Và chúng ta sẽ chỉ có 15 mã thôi nha, anh em nhớ kỹ giúp mình nhá. Hôm nay mặc quần sock. Con này ra miếng từ đầu đến chân luôn. 1m68 đến 1m75 và cân nặng là 65-75 nhá. Cả con áo đều là con áo da 100% là da miếng thì giá nó sẽ như nào anh em? 1.800.000 cho một con mới trên 90% này. Rất đẹp nhá, hàng rất đẹp anh em. Nhìn kỹ. Mấy cả mặc da này nó không bao giờ lỗi mốt đâu. 15 sẽ là mã cuối cùng ạ. Chúng ta sẽ đến với Crocodile tiếp. Và chúng ta sẽ đến với một con da bò với form rất basic, rất dày. Và da này thì mình bảo hành cho anh em trong vòng 2 năm nhé. Anh em nhớ kỹ này, da nhà mình luôn luôn bảo hành trong 2 năm nhé. Áo da 65-72, cân nặng 60-70. Đẹp lắm anh em. Đầu mùa mới có những cái con đẹp như này. Đến hết mùa anh em sẽ thấy. Đến khi lạnh rồi đi tìm áo da này không có những cái con ngon này đâu. 100% là da miếng nhá. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc clip áo da với mã là mã đến 15 nhá, da 15. Và hy vọng là tất cả anh em sẽ có thể có được lựa chọn cho mình khi mà vào channel này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.